Một tháng thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin và giới chức quốc phòng Nga tuyên bố tình hình chiến sự vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch và chiến dịch sẽ không dừng cho đến khi mục tiêu của nó được hoàn thành. Nga vẫn đang sử dụng các loại vũ khí có độ chính xác cao tấn công các căn cứ quân sự, đặc biệt là các kho vũ khí và nơi sản xuất vũ khí, đồng thời khép chặt vòng vây nhiều thành phố chiến lược. Hôm qua 23 tháng 3, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện quân Nga đang thiết lập hệ thống phòng thủ ở gần thủ đô Kiev của Ukraine, cách trung tâm thủ đô khoảng 30 km. Nga đang không tiến công vào thời điểm này trong lúc đang tiến hành đàm phán với phía Ukraine, đồng thời liên tiếp mở nhiều hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường. Dù các cuộc đàm phán Nga-Ukraine vẫn đang được duy trì, song các bên đều nhận định phải cần thêm thời gian. Dù vậy, Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ quân sự để chống lại chiến dịch quân sự từ Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua kỳ vọng các nhà lãnh đạo các nước thành viên NATO, G7 và Liên minh châu Âu nhóm họp hôm nay sẽ thể hiện những sự ủng hộ lớn cho nước này. Hôm qua, Thụy Điển và Đức cũng đồng loạt ra thông báo sẽ gửi hàng nghìn vũ khí chống tăng tới Ukraine. Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho biết, nước này sẽ gửi 5.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine, ngoài 5.000 vũ khí đã gửi trước đó. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã yêu cầu lực lượng vũ trang cung cấp cho Ukraine 2.000 súng phóng lựu chống tăng vác vai từ kho dự trữ của nước này. Giới chức quốc phòng Mỹ vừa xác nhận đợt vận chuyển đầu tiên trong gói viện trợ vũ khí trị giá 800 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine của chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng sẽ bắt đầu trong vài ngày tới. Việc hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine có thể làm phức tạp hơn cuộc chiến. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc việc cung cấp vũ khí và gửi lính đánh thuê tới Ukraine là những chính sách cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an ninh của châu Âu và toàn cầu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định vào ngày 23 tháng 3, các nước châu Âu đã cho thấy họ không phải là đối tác tin cậy và Nga sẽ cân nhắc các đề xuất hợp tác dựa trên lập trường đánh giá mới.